Trồng những cây tulip để chuẩn bị cho mùa hè. Cách họ trang trí rất là đẹp. Những ngôi nhà ở bên này á, rất là đơn giản nhưng mà rất là đẹp và sạch luôn quý vị ạ. Đây. Bây giờ là chuẩn bị mùa hè cho nên là những cái đóa hoa này á, bắt đầu nó nở búp và nó có những cái búp nó nở sớm thì nó to như thế này. Đây là những cái búp là chuẩn bị nở rộ nè. Đây là những cái bông màu vàng. Quý vị và các bạn thấy không? Để đặt chân đến đất nước Canada là một niềm vinh dự và một hạnh phúc gọi là rất là lớn lao. Cho nên đó là ước mơ của Khánh Ngân từ nhỏ, nhưng mà rất là may mắn Khánh Ngân đã đặt tại đất nước Canada này. Thì mong rằng những cảnh đẹp cũng như là những video về cái con người cuộc sống Canada sẽ mang một cái gì đó gọi là niềm vui, cũng như là một cái video mà cho các bạn thấy cái những ngôi nhà và những cảnh quan bên đây như thế nào để mà cùng Khánh Ngân chiêm ngưỡng. Mặc dù video nó ngắn nhưng mà có một điều mà Khánh Ngân chia sẻ đó là Canada, đất nước, cuộc sống, con người văn minh và hiện đại, và luôn luôn là một nước để mà mọi người hằng mong ước được đặt chân đến. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng mọi người hãy ủng hộ cũng như là like, share và subscribe để mà chúng em có những video hay hơn nữa để gửi tới quý vị nha. Đừng quên là hãy bấm like, share và subscribe để kênh An Nhiên TV luôn có những video mới. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Khánh Ngân xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye mọi người.